Hoàng Nam rất là vui mừng được quay trở lại với ngôi đền thánh Bơ Lơ Bị của chúng ta và được gặp lại toàn thể các cô các chú trong ngày chủ nhật tịch thánh này. Lần đầu tiên thì xin gửi tới tất cả cô chú là cũng khoảng 30 tháng rồi mình không gặp nhỉ. Và kính chúc sức khỏe và lời chào yêu thương trong Chúa Giêsu Christ. Thực sự là trước khi hát này cho Hoàng Nam được nói một vài điều, Hoàng Nam biết là thời gian này ít lắm nhưng mà không nói là không chịu được. Cô chú biết không, trong thời gian vừa qua Hoàng Nam rất tiếc là không được tham dự trong chương trình của một sư Tôn Thức Bình. Khi mà đã chuẩn bị mọi cái mà cuối cùng mình lại không đi được, thì cái thời gian mà Hoàng Nam ở Việt Nam, Hoàng Nam cũng thắc mắc và hỏi Chúa nhiều lắm. Thực sự là Hoàng Nam đã khóc rất là nhiều và có nhiều lúc còn cảm thấy mình còn giống như là mình bị mất phương hướng. Khi mà tại sao mình đi không được, chẳng nhẽ mình hỏi được Chúa không được phước hay sao mà Chúa không cho mình đi. Rồi khi mà Hoàng Nam được Chúa đựng chạm tại Canada và quay trở về Việt Nam, thì cháu quyết định là cháu không hát ngoài đời nhiều nữa. Cháu dành nhiều thời gian cho Chúa. Ngày xưa là nếu mà nhà thờ book mà vào cái ngày mà đi diễn là cháu không nhận. Nhưng bây giờ thì cháu tự gọi đến các nhà thờ và bảo là có chương trình nhớ mời em nhé. Cảm ơn Chúa là thời gian vừa rồi về 3 tháng thì cháu được Chúa cho đi rất là nhiều nơi và truyền giảng ở rất là nhiều hội thánh trong cả nước. Và trong thời gian cháu ở Việt Nam trong 3 tháng thì cháu cũng gặp những cái sự khó khăn mà trước đây cháu không gặp. Nhưng mà khi mình dâng lòng vào với Chúa thì mình lại gặp. Ví dụ như mình mất trộm, mất cắp. Trước đấy là từ bé cháu chưa được bị móc túi, nhưng mà lần này đi học với Chúa Hà Nội thì bị móc mất cái điện thoại. Cái điện thoại iPhone. Nhưng mà cảm ơn Chúa là khi mình có niềm tin trong Chúa và mình công bố là tin chắc rằng đây là một sự sửa trị nào đó của Chúa dành cho mình, cháu công bố tại nhà thờ Hà Nội lúc mà cháu đi truyền giảng rằng cháu công bố rằng là đây là Chúa đang dạy cho Hoàng Nam và nó tin chắc là Chúa sẽ cho một cái điện thoại khác tốt hơn cái này nữa. Và cảm ơn Chúa là quả thật như vậy. Một tháng sau cháu được tặng một điện thoại mới. Và một điều lạ kỳ hơn nữa là khi trong lòng cháu đang gặp cái sự giống như là hoang mang nhất, khi mà hai lần đi nộp giấy tờ không được, rồi công việc thì cháu không đi hát nhiều, tiền bạc cũng khó khăn và eo hẹp hơn lúc trước, nhưng mà cháu vẫn có niềm tin rằng là Chúa sẽ mở đường. Và cháu cầu nguyện với Chúa là Chúa ơi, giờ con cảm thấy con mệt mỏi quá rồi, con không biết là con đường con đi là có đúng không hả Chúa, con có làm việc cho Chúa được phước không, mà tại sao mọi cái con thấy giống như là con không biết tương lai của con đi theo Chúa sẽ thế nào. Chúa ơi, xin Chúa cho con thêm một sức mạnh nào đó từ ngày, Chúa thêm sức cho con, Chúa cho con thấy một phép lạ nào đó. Và cảm ơn Chúa là Hoàng Nam được tặng cái điện thoại iPhone đấy cách đó 5 ngày, nhưng Hoàng Nam không biết gì cả. Nhưng mà đến cái ngày thứ 7 cầu nguyện đó là sáng chủ nhật xin là đến nhà thờ giống như hôm nay để được nghe lời Chúa, được Chúa dạy bảo. Thì Hoàng Nam đến nhà thờ bình thường rất ít khi mở điện thoại. Thế nhưng Chúa dạy thế nào mở ra toàn bộ những ghi chép của Hoàng Nam từ năm tháng 10 năm 2011 trong cái điện thoại bị mất, nó lại nằm trong cái điện thoại mới. Hoàng Nam không hề có tài khoản iTunes, không hề có biết cách nào để đưa nó lên mạng, update gì cả. Hoàng Nam chỉ biết xài cái điện thoại đó để nhắn tin và gọi điện lúc ở Canada thì thôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa cho Hoàng Nam thấy điều đó là vì Chúa muốn nói cho Hoàng Nam một điều rằng cái điện thoại này dứt khoát là ta tặng cho con, chứ không phải là cái cô nào hay chị nào tặng cho con cái này đâu. Hoàng Nam có một người mẹ nuôi tặng cho Hoàng Nam điện thoại này, dứt khoát là bảo là phải tặng, bởi vì điện thoại là cái lúc nào cầm trên tay, cái mà con cầm thì con sẽ nhớ mẹ nhiều nhất. Hoàng Nam cũng không biết rằng cái này là đến từ mẹ hay là từ Chúa, nhưng mà khi mà mở cái điện thoại ra đúng cái thời điểm Hoàng Nam cảm thấy yếu lòng nhất thì lại thấy toàn bộ cái dữ liệu mình lưu ở cái đợt cũ mất ở Hà Nội nó nằm trong điện thoại mới. Và đang hỏi rất nhiều người và không ai thích điều này. Hoàng Nam, Nam thì vẫn, em thì có sự giải thích của em đó là Chúa đã cho Hoàng Nam cái điện thoại này và ngài muốn cho nó thấy phép lạ này để nói. Và ngay buổi sáng hôm đó ở đến nhà thờ thì mọi bài hát từ lúc bắt đầu bước chân vào đó cầu nguyện thờ phượng Chúa bằng những bài hát thì Hoàng Nam đã thấy ngay sự phước hạnh và mọi câu trả lời của Chúa ngay từ lúc các bài hát rồi. Ngay từ lúc vào đã là bài hát Đấng Nắm Giữ Tương Lai. Đời sống con có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an. Amen. Vì con biết Chúa nắm tương lai mình, và con biết người đi trước con. Con đã thấy rằng là Chúa muốn nói ở Nam rằng, con ơi, tất cả tương lai của con ta đã có sẵn cho con rồi, nhưng mà chưa đến thời điểm để ta bày tỏ những điều đó. Và con cứ yên tâm rằng ta vẫn đang luôn ở bên con mỗi ngày. Con đừng lo lắng gì cả, hãy trao hết những cái năng lực cho ta, bởi vì cuộc sống của con luôn luôn có ta đi cùng. Buổi sáng đó Nam khóc rất nhiều và đòi mục sư là phải cho con lên, con làm chứng liền, con chịu không nổi nữa rồi. Và cảm ơn Chúa là buổi sáng đó Hoàng Nam đã cảm thấy là ngài thật tuyệt vời khi mà mình cầu xin, mình dâng lòng mình cho Chúa và mình cầu xin là ngài sẽ đổi ơn phước lạ kỳ đều giáo hội quý vị. Và chỉ một tuần sau đó Hoàng Nam đã lấy được visa qua lại đây, mà có lẽ là nghĩ không bao giờ lấy được, hoặc là lâu lắm nữa có thể lấy được visa.
Và hôm nay lại thắc mắc một điều là Chúa ơi, tại sao đến giờ phút này mới cho con lấy visa qua đây mà lại để miss cái chương trình rất là tuyệt vời con muốn được học EE của Sư Vương Nhất Bình mà con không đi được. Nhưng mà Chúa bày tỏ Hoàng Nam rằng nếu như Hoàng Nam đi thời gian đó thì Hoàng Nam không có cơ hội tham dự trong các chương trình truyền giảng từ Bắc ra đến tận miền Nam xuống tận Sóc Trăng và mang hơn 300 người để tiếp nhận Chúa. Và chính Hoàng Nam cũng làm chứng cho gia đình của bạn bè Hoàng Nam, những người trước đây không dám nói họ về Chúa vì càng thân thì càng khó nói đúng không ạ? Nhưng mà cần nhờ ơn Chúa, cái sự nóng cháy trong lòng mình nó không thể nào cho mình kìm giữ được, mà nó nói với những người thân. Và cảm ơn Chúa là gia đình của Nam cùng những người bạn của Nam, 15 người đã tin nhận Chúa trong đám đông. Lo buồn thì chính những người đó bảo là em cầu nguyện với Chúa đi, Chúa sẽ giải quyết những vấn đề đó. Và cảm ơn Chúa, đó là điều mà cháu thấy phước hạnh hơn cả tiền bạc mình kiếm được nữa. Cảm ơn Chúa. Và ngay giờ phút này cháu muốn gửi tới một bài hát mang tên là Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường. Đây là một ca khúc mới của một người nhạc sĩ rất là trẻ và anh có một tấm lòng yêu mến Chúa. Anh sáng tác ca khúc này và tặng cho Hoàng Nam cho album mới nhất Nhạc Thánh mà Hoàng Nam được vừa mới phát hành. Và ca khúc này nói về một người con trai hoang đàng đã bỏ nhà cha của mình để đi tìm thú vui của trần gian. Và đến một ngày mọi cái cuộc sống quá nhiều bế tắc, quá nhiều đau khổ, thì mới chợt nhận ra rằng mình đã bỏ qua những lời khuyên của cha mình, đó chính là những lời Chúa trong Kinh Thánh đó quý vị. Và đã quay trở về đứng tại nơi đền thánh, nhớ lại những tháng ngày qua và thầm cảm ơn Chúa đã mang đến một ánh sáng cho cuộc đời mình trong những lời tối tăm. Thank you.